Như chúng tôi đã đưa tin, chiếc tàu mang số hiệu DNA90152 do bà Huỳnh Thị Như Hoa ở phường Xuân Hòa, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng làm chủ đang hành nghề tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam thì bị tàu cá của Trung Quốc số 11209 đâm trực diện vào ngày 26 tháng 5. Sau 3 ngày được lai dắt, chiều ngày 29 tháng 5, tàu DNA90152 cùng 10 ngư dân đã được đưa về đến đảo Lý Sơn an toàn. Tàu DNA90152 đã được tàu vận tải mang biển hiệu VT57 lai dắt về đến khu vực bờ biển cách huyện đảo Lý Sơn khoảng 3 km. Vì con tàu đã bị hư hỏng khá nặng nên không thể lai dắt vào bờ. Đến 15 giờ chiều, trên con tàu của bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, 10 ngư dân bị nạn đã được đưa vào đất liền trong niềm vui chung của mọi người. Song, những ngư dân của con tàu DNA90152 vẫn chưa thể nguôi ngoai khi nhớ lại sự việc. Hành động quá ngoan cố, thật là quá dã man, thật không có ví dụ tàu thôi, nó chạy có 10 đấy, nó quyết tâm là nó đến ủi tàu của 90152, nó quyết tâm nó ủi về được liền, thấy này cũng vui rồi nhưng có cái là còn công việc mà tiếp tục đi thì anh em cũng cố gắng cũng bám biển. Sau khi được đưa vào đảo Lý Sơn, các thuyền viên tàu DNA90152 đã được nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe, lãnh đạo quân khu 5, Cục Kiểm ngư Việt Nam, các ban ngành đoàn thể đến thăm hỏi, động viên tinh thần, đồng thời đưa ngư dân trở về cùng với gia đình. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ mỗi ngư dân 1,5 triệu đồng, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 20 triệu đồng. Tính đến sáng nay ngày 30 tháng 5, đã có hơn 130.000 người Việt từ khắp mọi nơi trên thế giới ký bản kiến nghị gửi Nhà Trắng, đề nghị Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt Trung Quốc về hành động xâm lược lãnh thổ Việt Nam, thông qua việc đưa giàn khoan dầu Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bản kiến nghị đăng tải trên trang web chính thức của Nhà Trắng viết, người Việt Nam trên toàn thế giới kêu gọi Nhà Trắng có các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Trung Quốc khi nước này ngang nhiên bất chấp luật pháp quốc tế và biên giới lãnh thổ hiện hành, đưa giàn khoan dầu khổng lồ gây tổn hại sinh thái mang tên Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam. Lời nói và sự lên án không thôi chưa đủ, chúng tôi cần Nhà Trắng có các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Trung Quốc vì đây là điều duy nhất có hiệu quả. Bản kiến nghị này bắt đầu lấy chữ ký từ ngày 12 tháng 5 năm 2014. Theo quy định của Nhà Trắng, các bản kiến nghị thu được từ 100.000 chữ ký trở lên trong vòng một tháng sẽ được Nhà Trắng phúc đáp. Mặc dù đã đạt mốc 100.000 chữ ký cần thiết từ cách đây vài ngày, nhưng người Việt trên khắp thế giới vẫn tiếp tục ký vào bản kiến nghị này để thể hiện sự bất bình với hành động của Trung Quốc. Ngoài ra, nếu có được 210.000 chữ ký, bản kiến nghị này cũng sẽ được đẩy lên hàng đầu trong số các kiến nghị chờ Nhà Trắng phúc đáp. So với những bản kiến nghị đang có trên trang mạng whitehouse.gov của Nhà Trắng, việc có được 130.000 chữ ký chỉ trong vòng hơn nửa tháng là một thành quả kỷ lục. Hôm qua ngày 29 tháng 5, Mỹ đã cảnh báo Trung Quốc không gây căng thẳng trên không phận quốc tế sau khi Nhật cáo buộc Bắc Kinh có hành động nguy hiểm trên bầu trời trên biển Hoa Đông. Hãng tin AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nhấn mạnh Mỹ không chấp nhận vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Trung Quốc trên bầu trời biển Hoa Đông và yêu cầu Trung Quốc không áp dụng ADIZ. Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc hợp tác với các nước khác để thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin, bao gồm các kênh liên lạc khẩn cấp để tránh nguy cơ và giảm căng thẳng. Trước đó, Nhật cáo buộc một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã bay lượn cách máy bay tuần tra Nhật OP-3C chỉ khoảng 30 mét trên vùng biển, nơi vùng nhận dạng phòng không của hai nước chồng lấn. Một chiếc Su-27 của Trung Quốc cũng bay tới gần máy bay IS-11EB của Nhật Bản ở khu vực này. Trước diễn biến này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington kêu gọi tất cả các bên đảm bảo rằng họ tôn trọng các quy định an toàn hàng không. Bất cứ hành vi nào nhằm can thiệp vào tự do hàng không trên vùng không phận quốc tế sẽ gây căng thẳng khu vực và dẫn tới nguy cơ tính toán sai đối đầu và các hậu quả không lường trước. Bộ Ngoại giao Nga ngày 29 tháng 5 ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng gia tăng tại